Chào các bác nhá. Đây em sẽ test mic BBS DMX 2800 cho bác khách này. Đây nhá, tay mic này, sơn zin toàn bộ này. Đấy. Sơn tay mic là còn zin nguyên này. Rất là chất nhá. Em thử tiếng này. 1 2 3 4 5 6 7. Li 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, tiếng rất là sáng và sạch nhá. Cực kỳ ấm và dày, tiếng hát karaoke thì khỏi phải nghĩ rồi. Sóng của con này nếu mà ra ngoài rời kia thì đi ở ngoài đường thì chắc nó rơi vào khoảng 50 đến 70 mét nhá. Còn trong nhà mà ví dụ từ phòng này cách tường phòng kia thì nó chỉ rơi vào khoảng 30 mét thôi. Đấy, chất âm rất là hay, có tự ngắt nhá. Đây em thử tự ngắt cho anh em này. Đây. Để xuống này. 3 giây sau sẽ ngắt. Đấy, ngắt rồi nhá. Ngắt tiếng rồi anh em nhá. Đấy, ngắt tiếng rồi nhá. Ngắt tiếng ở tay rồi. Alo, alo. À, không có tiếng thì ra nhá. Nhấc lên lại kêu. Li 1 2. Đấy. Li 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2. Tiếng rất là hay. Đấy. Em sẽ thử một đoạn karaoke nhá. Chờ em chút, em mở bài karaoke. Alo. Li 1 2 3 4 5 6 7. Li 1 2 3. Không quên người dường gió xa.